Thưa quý vị, mới đây đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Long Xuyên như Bệnh viện Y học cổ truyền, nhà hát tỉnh An Giang, hạng mục thi công cải tạo gạch Cái Sơn, công trình cải tạo đường Lê Trọng Tấn đến đường Lý Thái Tổ nối dài và nghe báo cáo tiến độ thi công các công trình, tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm hiện tại và ghi nhận những vướng mắc khó khăn trong quá trình thi công, giải ngân vốn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có những chỉ đạo như sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu từ nay đến cuối năm, các sở ban ngành tỉnh và các chủ đầu tư tập trung dốc toàn lực, thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện cho từng dự án từ nay cho đến kết thúc dự án để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Đối với các dự án được bố trí vốn và chuẩn bị triển khai trong năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu, rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện dự án ngay khi được phân bổ nguồn vốn. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với sở ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.